Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dấp Nguyễn Family. Mình rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt mẫu bộ quần đùi lưng thun niền, áo cổ tròn xắt lách, mặc mùa hè của nữ. Để cắt được mẫu bộ này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt áo trước, sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt quần. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt hoàn chỉnh mẫu bộ này. Số đo áo của mình: dài áo 58, rộng vai 36, vòng ngực 86, vòng bụng 80 và vòng mông 92. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt thân sau của áo trước. Dài áo 58 cộng 3,5 là bằng 61,5 cho mình. Lối vào đây cho mình. Ngang cổ các bạn đấy cho mình 10. Hạ cổ sau đấy cho mình 7. Các bạn đánh vào đây cho mình là mình được vòng cổ thân sau nhé. Hạ xuôi vai giúp mình 3,5. Rộng vai của mình 36, các bạn chia 2 là bằng 18, trừ cho mình 1 cm là bằng 17. Ngang cổ các bạn chia 3. Lối giúp mình từ đường rộng ngang vai lên phần đầu tiên của ngang cổ. Tính giúp mình đường hạ lách và hạ eo nhé. Vòng ngực của mình 86, bạn chia 4 thì bằng 21,5, cộng cho mình 1 cm là bằng 22,5. Hạ eo cho mình 36. 22,5, 36. Sau đó bạn nối giúp mình đường rộng ngang ngực, rộng ngang eo luôn nhé. Tính giúp mình đường rộng ngang ngực, vòng ngực của mình 86, các bạn chia 4 là bằng 21,5, các bạn cộng cho mình 0,5 là bằng 22. Tính giúp mình đường vào lách, vào lách các bạn tính giúp mình theo công thức là bằng 1/10 vòng ngực nhân 2 và trừ 1. Vòng ngực của mình 86 các bạn chia cho 10 là bằng 8,6, 8,6 các bạn nhân 2 là bằng 17, trừ 1 cho mình gần bằng 16. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường rộng ngang vai xuống đường vào lách này. Đường hạ ngực các bạn chia đôi, lối ra đây cho mình. Đường chéo là các bạn chia đôi nhé, lối vào đây. Đường này các bạn sẽ đánh vào cho mình 0,7 này. Vòng lách này các bạn chia đôi ra cho mình, nối lên đây cho mình là được. Tính giúp mình đường rộng ngang eo nhé. Vòng bụng của mình 80, các bạn chia 4 thì bằng 20, cộng cho mình 1 cm là bằng 21. Vòng mông của mình 92, các bạn chia 4 thì bằng 23, cộng cho mình 1,5, 5 là bằng 24,5. Và toàn bộ đường may này của mình là mình tính vào đây rồi nhé. Đường may của mình là 0,7 hết nhé. Sau đó bạn lối giúp mình từ đường rộng ngang gấu lên đường ngang eo, từ ngang eo lên ngang ngực cho mình. Đường eo này các bạn đánh cho mình 0,5 để cho nó thoát nhé. Gấu các bạn lấy lên cho mình 2,5. Đánh lên cho mình. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn vẽ xong chân sau của áo, các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này. Các bạn cắt xong thân trước giúp mình. Để cắt thân trước các bạn sẽ đặt thân sau lên nhé. Cái phần thân dưới này các bạn sẽ cắt giúp mình theo thân sau này. Các bạn cắt luôn rồi mình tính đường phần ngực là xong nhé. Sang dấu giúp mình đường rộng ngang ngực. Hạ ngực trước của mình bằng hạ ngực sau là bằng 22,5 này.
Ngang cổ bạn lấy 10. Bạn làm cổ gầy nhé thì các bạn có thể lấy từ 8 đến 9 thôi nhé. Hà cổ trước của mình mẫu này là cổ hơi sâu. Mẫu này của mình là cổ tròn sâu này. Các bạn sẽ hạ 16 cho mình. Bạn làm cổ gầy nhé, các bạn sẽ hạ cho mình từ 12 đến 14 thôi nhé. Ngang cổ bạn lấy 8, 9 cho mình. Đây là ngang cổ mình lấy 10 và hạ cổ mình hạ 16. Đường chéo các bạn chia đôi. Đoạn này các bạn lấy đâu cho mình hơn 1 phần 2 một chút là được. Thì cái cổ nó tròn nó đẹp hơn. Hạ xuôi vai giúp mình 4 cm. Rộng vai trước của mình bằng rộng vai sau là bằng 17. Ngang cổ là các bạn chia 3. Lối lên cho mình. Đo giúp mình đừng vào lách nhé. Vào lách thân sau là 16 thì vào lách thân trước của mình sẽ là 15. Trừ cho mình 1 cm. Sau đó lối giúp mình từ đường rộng ngang vai xuống đường vào lách này. Đừng hạ ngược các bạn chia đôi. Lối vào đây cho mình. Đừng chéo là các bạn chia đôi nhé. Đoạn này các bạn lấy vào cho mình 0,7. Các bạn đánh vào đây. Đoạn này các bạn lấy vào cho mình 1,2. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước của áo. Các bạn cắt cho mình theo đường quấn này. Các bạn cắt dây viền cổ và viền lách giúp mình luôn. Để cắt dây viền cổ viền lách các bạn cắt ngang vải cho mình nhé. Kẻ cho mình một đường thẳng này. Dài dây viền cổ các bạn lấy cho mình từ 30 đến 32, mình lấy 32. Nó thừa thì mình sẽ cắt vứt đi nhé, không sao nhé. Rộng 4 cm cho mình. Kẻ vào đây. Còn viền lách thì các bạn sẽ lấy cho mình 28, 27 đến 28. Và cũng 4 cm nhé. Các bạn nhớ là dây viền cổ viền lách cắt ngang vải hết cho mình. Số đo quần của mình, dài quần 35, vòng bụng 80, vòng mông 92 và vòng đùi 44. Giờ mình hướng dẫn các bạn đi cắt thân trước của quần trước. Dài quần của mình 35, các bạn cộng cho mình 6 cm, trong đó có 3 cm cạp và 3 cm gấu nhé. 35 cộng với lại 6 là bằng 41. Dài quần của mình là 41. Kẻ vào đây cho mình. Tính giúp mình đường hạ mông luôn. Vòng mông của mình 92 các bạn chia 4 bằng 23, cộng cho mình 3 cm cạp. Hạ mông cho mình 26. Lối vào đây giúp mình. Tính giúp mình đường rộng ngang mông. Vòng mông của mình 92 các bạn chia 4, 23. 23 các bạn cộng cho mình 5 cm là bằng 28 nhé. Rộng ngang mông của mình là 28. Từ đây vào đây các bạn lấy cho mình 4 cm. Đường vào ngoài quần. Gióng thẳng lên, check vào cho mình 2 cm. Từ dưới lên các bạn lấy cho mình 8 cm. Nối lên cho mình. Đừng chéo được các bạn chia đôi. Nối vào đoạn này các bạn chia cho 5 phần thì lấy cho mình 2 phần nhé. Chia 5 lấy 2 là mình được vào
cửa quần của thân trước. Rộng ngang mông của mình là 28, các bạn chia 2 là bằng 14 này. Đoạn này các bạn chia ra mình là bằng 10, đoạn này đây bằng 14 rồi, từ đây ra đây cũng là bằng 14 nhé. Vòng đùi của mình là 44, các bạn chia 4 là bằng 11. 11 các bạn cộng cho mình 2 cm là bằng 13. Đoạn này của mình cũng 13 này. Sau đó các bạn lối giúp mình lên đường. Sau đó lối từ đoạn gấu này, từ rộng ngang gấu này lên đây cho mình. Đoạn này các bạn lối xuống đây. Từ đây lên đây các bạn lấy cho mình 2 cm. Kẻ cho mình vào đây. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước của quần. Các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này. Các bạn cắt xong thân sau cho mình. Để cắt được thân sau nhé, các bạn sẽ đặt thân trước lên. Cái phần trong này các bạn sẽ cắt cho mình theo thân trước là được nhé. Từ đường rộng ngang đúng được của các bạn đấy cho mình 0,5. Lấy 0,5 xuống nhé. Từ đường rộng ngang mông này, các bạn lấy ra cho mình 5 cm. Từ dưới này, các bạn lấy ra cho mình 3 cm. Nối về cho mình. Và đo giúp mình đoạn này bằng bao nhiêu này. 15,5 thì đoạn này các bạn cũng lấy cho mình 15,5. Nối về cho mình. Từ đường rộng ngang mông thân sau các bạn lấy vào cho mình 7 cm. Kẻ vuông góc lên nhé. Check vào cho mình 2 đến 3 cm là được. Dâng đúng thân sau cho mình 2,5. Sau đó các bạn nối xuống từ đường dâng đúng này vào đây cho mình. Từ dưới này lên các bạn lấy cho mình 9 cm. Lối vào đây. Đừng chéo các bạn chia đôi. Lấy vào đây cho mình 1/2. Là mình được vòng đũng của thân sau. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của quần. Các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này. Trước rồi. Phần ngoài này cắt theo thân trước hết này. Cắt rời giúp mình phần sườn này ra nhé. Cái đoạn này các bạn sẽ cắt cho mình 0,5 đến 0,7 này. Cắt cho mình túi quần nhé. Dài túi cho mình là 27-28 này. Rộng 17 này. Sau đó các bạn sẽ đặt cho mình cái đường sườn của thân quần lên. Cắt cho mình theo cái sườn này.
rồi luôn phần túi này ra cho mình này. Phần này các bạn sẽ cua vào đây cho mình nhé. Phần này các bạn đánh vào đây cho mình này. Để cho cái gáy túi của mình nó tròn này. Từ dưới lên các bạn lấy cho mình 5 cm. Đánh vào đây cho mình. Rộng mình túi các bạn lấy 5. Dài lấy cho mình 17 nhé. Rộng 5 và dài 17 này. Sau đó các bạn lối đây cho mình. Đánh cho mình vào đây. Đặt giúp mình cái miệng túi lên thân quần, cắt cho mình. Các bạn nhớ là cắt lên thân quần trước nhé. Và chun này các bạn chọn cho mình chun giãn nhé. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh mẫu bộ quần đùi lưng thun điền, áo cổ tròn sắt lách của nữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.